Hi, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình. Clip ngày hôm nay chúng mình lại tiếp tục gửi đến quý vị các bạn cập nhật cái tình hình mainnet của dự án P-Network. Như các bạn có thể thấy trên màn hình, đây là một cái hình ảnh được các anh em trong hội nhóm đào P-Network chia sẻ về từ Trung Quốc. Thì đây là một tài khoản các bạn nhìn thấy rồi, tuy nhiên là toàn tiếng Trung thôi. Và anh em phân tích và cũng có cung cấp thêm một số thông tin. Đây là một cái tài khoản của bên Trung Quốc, và bác này đã được đẩy những cái đồng pi các bác ấy đào tích lũy từ trước đến nay về cái ví chính, ví mainnet. Đấy, thì thực ra đây là phiên bản tiếng Trung thì nó có thể nó hơi có một vài cái từ, cái thông số nó không hiển thị bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt nên chúng ta khó hình dung, nhưng mà nhìn vào cái giao diện này chúng ta có thể thấy được hoàn toàn nó cũng giống với lại cái ấy, ví Pi mà của các cái tài khoản đang của các anh em đào Pi đang sở hữu tại Việt Nam. Thì các bạn nhìn đây này, cái tài khoản này cũng mới thôi, cũng mới được đẩy cái số Pi vào cái ví của bác ấy vào ngày thời điểm là 15 giờ ngày 47 phút của ngày 25 tháng 6. Đó, được chuyển hai lần. Một lần ở đâu? Có phát sinh cái giao dịch chuyển 909,743 pi này vào cái ví đấy vào lúc 15:22, tuy nhiên nó bị lỗi và đã được thực hiện làm lại cái thao tác đẩy cái số pi đấy vào lúc 15:47 và đã thành công. Thêm một lần nữa là một lần chuyển 2.728,229,619 pi. Đó, thì là được đẩy vào ví vào lúc 15:47, gần như là cùng một lúc hai cái số số dư pi đã được đẩy vào ví. Thì tuy nhiên thì các bạn có thể để ý là một cái thì bị khóa, còn một cái thì không bị khóa. Thêm một cái giao dịch nữa là được cộng một pi thì không biết là được thưởng cái gì. Thì mình có làm một cái phép tính. Đây các bạn xem này. Đây hoàn toàn là những cái con số mà mình lấy ở bên cái app cái ví Pi mình vừa show cho các bạn xem, thì cộng thêm đúng 1 Pi nữa. Đây. Cộng 1 bằng 3838 đấy, rồi số lẻ thập phân. Mình vừa lấy đẻ thì nó nhìn dễ hơn. Đấy, đúng 3638 97 bao nhiêu đấy, là phần phía sau là gần là khớp với nhau rồi. Thì có thể thấy rằng là thông tin này có lẽ là khá chính xác. Cũng chả rảnh đến cái thời điểm này mà anh em lại rảnh ngồi Photoshop những cái việc như này. Thì bên cạnh những cái thông tin từ cái ví thì bác ấy cũng có show ra những cái câu lệnh trên trên cái phần cái trang web MyPi Operation, đấy là cái phần code để mà thấy được chi tiết cái giao dịch. Thì nó khớp với lại những cái thông tin mà số dư pi của bác ấy chuyển về cái ví này. Đấy, các bạn xem này. Từ cái địa chỉ ví là GB7 BHOT đấy. Chuyển về đó là 1 pi này. Chuyển về là 909 này. Chuyển về là 2728 này. Đó, đều là những cái số cái thông tin nó khớp với lại những cái số dư mà thể hiện ở trên cái ví. Thì như vậy có thể kết luận rằng đây là những cái thông tin được dự án Pi Network đã chính thức chuyển cái đồng Pi coin về ví chính cho những người đào tại Trung Quốc, và nó có vẻ như là nó khớp với cái dự dự đoán của anh em là ngày 28 tháng 6 Pico Team sẽ thực hiện mainnet một phần. Có lẽ cũng chưa phải là tất cả, nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là sẽ ưu tiên cho những cái đất nước mà họ đang sở hữu nhiều pi hơn, nhiều người đào pi hơn, đó là Trung Quốc. Có lẽ Việt Nam chúng ta thì cũng chỉ sau 1-2 ngày nữa thôi là cũng có thể bắt đầu những cái anh em nào mà đào pi từ sớm sẽ nhận được những cái pi coin như thế này. Thì chúng ta sẽ cùng để ý theo dõi, và kênh chúng mình cũng sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất từ dự án Pi Network để gửi đến quý vị và các bạn. Các bạn có thể để lại dưới ý kiến của mình dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé.
Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.